Hello tất cả anh chị Hoàng, lại đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình có chuyến đi giao cá một em huyết long và một em vi phụng ở gần tiệm nuôi nhân cá chị Hoàng. Thì chú này có một cái hồ cũ và chú đã tận dụng lại. Nói chung nhìn hồ chú rất là đơn giản luôn. Thì mình có tư vấn chú là thêm lọc cũng như là nếu có thể thì đổi hồ mới để cho con cá nó sẽ khỏe hơn. Thì tạm thời mình sẽ thả cá vào hồ này. Việc đầu tiên không thể thiếu mà khi mà mình đã kiểm tra hồ cũng như là lọc thì mình sẽ tiến hành đo pH nước. Thì hiện tại pH cũng khá là ok và mình sẽ tiến hành ngâm 3 lần nước, mỗi lần cách nhau 5 tới 10 phút nha, để cho nó cá nó quen cái nhiệt độ trong hồ cũng như là quen cái chất nước nha các anh chị Hoàng. Thì một em này size tầm 40 hơn nha, cộng với một em phi phụng. Thì mình có đem cho chú thêm hai cây đèn cao cui để chú thắp sáng thêm cái hồ của chú. Hồ chú đáng lẽ là tới 4 cây lận, nhưng mà chú nói thôi để chú hai cây trước đi, rồi chú có lấy thêm thì chú lấy. Sau khi đã ngâm theo quy trình thì mình sẽ tiến hành thả cá. Và đây là cái hiện trạng cá khi mà thả ra, rất là sung căng luôn. Thì vẫn như mọi ngày thôi, mình sẽ nói khách là tới để kiểm tra cá, coi cá nó có vấn đề gì không. Thì hiện tại cá rất là sung căng nha. Thì đối với những em cá lớn này á, thì mình về mình sẽ cho nó nhịn ăn tầm 3-4 ngày, 4-5 ngày cũng được nha, để cho nó quen cái hồ đi. Khi mà cá đói á, nó sẽ sung căng hơn, nó sẽ dễ làm quen với một cái hồ mới hơn, thì cá nó sẽ ok hơn. Thì đây là cái cặp phi phụng cho các vị Hoàng. Thì chủ yếu là cho nó ăn rong rêu trong hồ, đỡ phải chà nha. Thì anh chị em nào mà cần những em huyết long size lớn cũng như là những con cá hồng size lớn á, thì liên hệ bên em. Bên em có lúa cực kỳ mềm cho các vị Hoàng luôn. Hẹn gặp lại tất cả các vị Hoàng vào những clip sau nha.